Đây bữa nay thì mà con IC nè, IC70 nha, IC70 tay gù lốc trẻ. Đây. 70 tay gù lốc trẻ cũng 6 số luôn nha. Hai số dê, hai số sới. Đặc biệt đời này có B-side bà con. B-side có nghĩa là hai cầu á, là hai bánh hoạt động độc lập, nghĩa là bánh này không bám đất, bánh kia vẫn quay bình thường, đó là B-side hai cầu là vậy đó. Còn mà đời thường là bánh này nó không ăn bánh rồi hai bánh chạy không được. Còn cái đời có B-side là kéo B-side lên là hai bánh nó hoạt động độc lập. Bánh nào bị lún thì bánh kia vẫn chạy bình thường. Đàn này chạy với đường lún đó, đặc biệt chỉ có ở IC70. 5 triệu một sườn. Này IC70 nha, tay gù nha. Hay gọi dân gian gọi là tay gù đó. Nhưng gọi đúng của nó là dân ma IC70. 5 triệu một sườn này nè con, đưa bánh đầy đủ vậy đó. À, chỉ 5 triệu một sườn thôi. Nguyên bản của nó là máy 8 ngựa đó, mà giờ cũng gấp mấy ngựa gấp tiền, nó có 12 ngựa trở lại là xài được rồi. Nguyên bản của nó là máy 8 ngựa đó. Đây, IC70 tay gù có bi sai. 5 triệu một sườn. Giá là hợp lý rồi con. Con này còn đẹp nè, chưa một lần thôi được rồi. Tại vì cái lốc này trẻ đôi, bằng nhôm trẻ đôi thôi chứ không có gì. Này xài được á. Alo. Nghe. Dạ. Đây. 5 triệu một sườn IC70 tay gù có quy sai. Đây có quy sai nằm đây nè. Là vô cầu á, quy sai ở đây nè. Nè. À, như nó là kéo này nè. Là vô cầu á, đi đường lúng, đường đầy, đường lỗi đó là hoạt động độc lập. Xe hơi gọi là vô hai cầu á. À, dành cho bà con đi đồi núi chở cây cổ lúa rồi vô tư thôi con, chỉ 5 triệu sườn nguyên đầy đủ nè đó, 5 triệu sườn, chỉ có một sườn duy nhất thôi, bà con nhanh tay thì còn dân ma IC70 nha. À, bà con nào có nhu cầu luôn 0886356477 6 số nè. Đây này gỡ đuôi kéo G1 trang trục được luôn nha, kéo G1 luôn đây, gỡ đuôi nha. Ba cốt là cốt IC luôn đó, cốt lục giác luôn đó. Máy taxi này lâu đời lắm vẫn còn được, nước gam cứng lắm. Đây. Rồi 5 triệu sườn dân ma IC70 có quy sai.